tôi chắc chắn sẽ xài đi xài lại cái em Retinol Big Mocha này, bởi vì nó đã mang lại cho tôi một cái làn da căng bóng trắng hồng hơn cả mong đợi luôn. Bà nào mà đang gặp tình trạng da sạm nám thâm mụn lỗ chân lông to thì chỉ cần xài em này một tuần thôi thấy da cải thiện rõ rệt luôn, bởi vậy tháng nào tôi cũng xài. Em này dịu nhẹ hơn các sản phẩm peel khác trên thị trường vì được chiết xuất từ retinol bọc 1% AHA kết hợp cùng 4 loại siêu vi tảo như nâu, xanh, đỏ và tế bào gốc thực vật nên rất lành tính, da nhạy cảm cũng xài được luôn. Mua hàng bạn còn được tặng kèm thêm tinh chất phục hồi rồi vitamin B5, kem dưỡng collagen và serum mặt B5 đầy đủ một liệu trình peel như spa luôn. Xài em này thì siêu dễ luôn, mấy bà chưa peel bao giờ cũng có thể tự peel tại nhà được luôn. Mấy bà chỉ cần rửa mặt sạch và bung một lượng vừa đủ trên da mặt, massage từ 10 đến 15 phút, sau đó lưu trên da từ 45 đến 60 phút tùy cơ đi. Với da tôi thì tôi để 60 phút nha. Sau lên da thì mấy bà sẽ thấy chăm chích 30 giây đầu thôi, sau đó lại bình thường, mùi cũng rất là dễ chịu. Đến ngày thứ 3 là da bắt đầu bong do có retinol bọc nên em này peel chỉ bong bụi rất thẩm mỹ nha, không sưng đỏ gì luôn. Sau 7 ngày là da căng bóng trắng hồng, nhìn thấy mê không? Lỗ chân lông thu nhỏ mà mụn cũng giảm hẳn luôn. Sau peel thì mấy bà nhớ sử dụng thêm tinh chất phục hồi và kem dưỡng tặng kèm nữa nha. Thoa xong da mềm và căng bóng như da em bé vậy đó. Tháng nào cũng peel mà lần nào dùng cũng hiệu quả. Bà nào mà muốn có da đẹp trong thời gian ngắn thì nhanh tay mua em này về dùng thử đi nha. Ok lắm đó.